Tôi, Bùi Duy Tùng, thiếu tá, đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, báo cáo ngài Dato Sri Ismail Sabarin Bin Jacob, Thủ tướng Malaysia, đội danh dự nhiệt liệt chào mừng ngài sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mời ngài duyệt đội danh dự. Đội danh dự kính chúc Thủ tướng Huế. Chúc Thủ tướng Huế. Vừa được theo dõi những hình ảnh đầy hùng tráng trong buổi tổng duyệt của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị đón một đoàn nguyên thủ quốc tế tới thăm Việt Nam. Và thiếu tá Bùi Duy Tùng là một trong những cán bộ trẻ nhất của đoàn nghi lễ quân đội Bộ Tổng Tham mưu đã từng giữ cương vị là đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa thiếu tá Bùi Duy Tùng, để có thể đứng trong hàng ngũ của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam thì một người cán bộ chiến sĩ cần có những điều kiện như thế nào ạ? Đối với cán bộ chiến sĩ của đoàn danh dự trong thực hiện các cái nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội thì chúng tôi được tuyển chọn rất là kỹ với các cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Thì trước tiên là về cái phẩm chất chính trị của mỗi người chiến sĩ. Cái thứ hai là về khuôn dung hình thể. Mỗi người chiến sĩ được đứng trong đội hình ít nhất thì phải có chiều cao từ 1m80 trở lên. Cái thứ ba về cái sức khỏe, và cái thứ tư là về cái nghiệp vụ của từng đồng chí một. Thì sau khi tuyển chọn vào đoàn nghi lễ quân đội thì sau một thời gian rèn luyện rất là vất vả, thì khoảng thời gian 1 năm thì những người lính đã được tôi rèn về trình độ nghiệp vụ thì bắt đầu được tham gia vào các cái nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thưa đồng chí Bùi Duy Tùng, phải trải qua 1 năm vất vả huấn luyện như vậy, nhưng tôi được biết là đồng chí sau khi ra trường 1 năm đã được giao trọng trách là đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vậy thì đồng chí đã phải trải qua những khó khăn thử thách như thế nào ạ? Thực ra thử thách đối với tôi thì để được đứng trên cương vị đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam thì với tôi rất nhiều cái khó khăn và cái thử thách phải vượt qua. Trước tiên thì với bản thân tôi thì khi về đoàn thì tôi đã phải gặp khó khăn. Cái đầu tiên đó là về cái trình độ nghiệp vụ. Cái trình độ nghiệp vụ khi chúng tôi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 1 thì nó cũng không được thực hiện các cái nhiệm vụ nghi lễ như này. Và về đây tôi bắt đầu phải học lại từ đầu. Bắt đầu như một trang giấy trắng thì về bắt phải học từ người chiến sĩ đến các đồng chí cán bộ người là những người đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm. Lâng súng nhìn bên phải. 1. Lâng súng nhìn bên phải. Vâng, như chia sẻ của thiếu tá Bùi Duy Tùng thì để có thể đứng trong hàng ngũ của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi người cán bộ chiến sĩ phải hội tụ đủ những điều kiện khắt khe về ngoại hình và phải trải qua một quá trình luyện tập vô cùng vất vả. Hơn cả như vậy là phải có một ý chí quyết tâm, kiên cường. Và chắc hẳn hình ảnh một người đội trưởng trẻ tuổi có nhiều thành tích được ghi nhận như vậy sẽ là nỗ lực để đồng chí quyết tâm hơn trong tương lai, đúng không ạ? Vâng. Đối với chúng tôi, đồng chí thiếu tá Bùi Duy Tùng, đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là người truyền cảm hứng. Đồng chí Bùi Duy Tùng cũng là người luôn gần gũi, chia sẻ, động viên để chúng tôi phấn đấu học tập và nói theo.